Vương tôn William là cháu đích tôn của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, xếp thứ hai trong danh sách những người thừa kế ngai vàng của hoàng gia Anh sau cha của mình. Mặc dù sinh ra trong nhung lụa và được đặt để vào vị trí cao sang, nhưng không thể phủ nhận, William có đầy đủ những tố chất để có thể trở thành người đứng đầu hoàng gia danh giá trong tương lai. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàng tử William, người kế thừa ngai vàng của Vương quốc Anh trong tương lai. Đứng thứ hai trong thứ tự thừa kế ngai vàng. Hoàng tử William tên đầy đủ là William Arthur Philip Louis, sinh ngày 21 tháng 6 năm 1982 tại London, Vương quốc Anh. Anh là con trai trưởng của Charles, thân vương xứ Wales và Diana, vương phi xứ Wales, là cháu đích tôn của nữ vương Elizabeth đệ nhị. Từ khi sinh ra, William đã đứng thứ hai trong thứ tự kế vị ngai vàng của anh. William bắt đầu cùng cha mẹ thực hiện những chuyến công du chính thức từ khi còn nhỏ, trong đó có chuyến đi đến Úc và New Zealand năm 1983. Quyết định này được cho là trái với thông lệ hoàng gia, bởi vì hai người đứng vị trí thứ nhất và thứ hai trong thứ tự thừa kế ngai vàng đi cùng nhau. Một phần nữa là tuổi của William khi ấy còn quá nhỏ. Hoàng tử lần đầu tiên xuất hiện công khai vào ngày 1 tháng 3 năm 1991 trong chuyến thăm chính thức cùng cha mẹ đến Cardiff. Ngày 3 tháng 6 năm 1991, William được đưa vào bệnh viện vương thất Berkshire sau khi vô tình bị một học sinh cầm gậy đánh golf đánh vào trán. Anh bị gãy xương sọ và sau khi phẫu thuật tại bệnh viện Great Ormond Street, một vết sẹo vĩnh viễn đã để lại trên trán anh. Trong cuộc phỏng vấn năm 2009, William gọi vết sẹo này là vết sẹo Harry Potter và nói tôi gọi nó như vậy là vì đôi khi nó phát sáng và một số người nhìn thấy nó những lúc khác thì họ hoàn toàn không nhận ra. Mẹ của William muốn anh trai và em trai Harry có nhiều trải nghiệm hơn so với những đứa trẻ sinh ra trong vương thất thông thường, nên thường đưa họ đến Walt Disney World và McDonald's. Anh em William còn đến các phòng khám và nơi ở của những người vô gia cư và mua cho thanh thiếu niên ở đó những món đồ như trò chơi điện tử. William tham dự kỳ thi tuyển sinh vào Eton College. Quyết định này đã đi ngược lại truyền thống vương thất vì ông nội, cha, hai người chú và hai anh em họ của William trước đó đều học ở Walthamstow. Vương thất Anh và báo giới sau đó đã thống nhất rằng William sẽ không bị xâm phạm quyền riêng tư khi học tại Eton College. Diana sau này ly dị với Charles và thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi vào sáng sớm ngày 31 tháng 8 năm 1997. Lúc bấy giờ William 15 tuổi, cùng em trai 12 tuổi đang ở tại lâu đài Balmoral. Thân vương xứ Wales không muốn báo tin liền cho hai con. Ông đã đợi cho đến khi hai cậu bé thức dậy vào sáng hôm sau để nói cho chúng nghe về cái chết của mẹ mình. Những bước chuẩn bị đầu tiên. Sau khi hoàn thành việc học tại Eton, William đã dành một năm để tham gia vào các bài huấn luyện của quân đội Anh ở Belize, làm việc tại các trang trại bò sữa của Anh, thăm châu Phi và dành 10 tuần dạy cho trẻ em ở miền nam Chile. Tham gia chương trình Raleigh International tại thị trấn Toro, William sống cùng với các tình nguyện viên trẻ, chia sẻ công việc nhà, bao gồm dọn dẹp nhà vệ sinh. Niềm yêu thích đối với văn hóa châu Phi đã thúc đẩy William tự học tiếng Swahili. Đến năm 2001, William trở lại Vương quốc Anh và theo học tại Đại học St. Andrews. Thông tin này đã làm tăng đáng kể số lượng đơn xin nhập học vào trường, chủ yếu là những cô gái trẻ, những người muốn có cơ hội để gặp Vương Tôn. Song sự chú ý đặc biệt đó cũng không gây cản trở cho William. Anh bắt đầu một khóa học về lịch sử nghệ thuật, sau đó đổi chuyên ngành chính sang địa lý và lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật vào năm 2005. Thời gian này, William còn đại diện cho đội bóng nước của các trường đại học quốc gia Scotland tại giải đấu Celtic Nations năm 2004. Anh được các sinh viên khác gọi là Steve để tránh bị bất kỳ phóng viên nào tình cờ nghe thấy và nhận ra danh tính của Vương Tôn. Năm 2014, để chuẩn bị cho việc kế công quốc Cornwall, William đã đăng ký một khóa học quản trị nông nghiệp tại Cambridge dành cho lãnh đạo bền vững CPSL. Theo báo cáo của CNN năm 2014, công quốc Cornwall là một thực thể trị giá khoảng 1,25 tỷ đô, được thành lập vào năm 1337 để cung cấp thu nhập tư nhân cho con trai cả của đương kim quốc chủ. Đây cũng chính là lãnh địa mà William sẽ thừa kế khi cha trở thành quốc vương. Thực hiện nhiệm vụ vương thất với những chuyến công du. Sau khi tốt nghiệp đại học, William bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ công cộng của riêng mình. Anh có được kinh nghiệm làm việc bằng cách thực tập quản lý đất đai tại dinh thự Chatsworth và bổ sung kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tại HSBC. Ở tuổi 21, William được bổ nhiệm làm cố vấn nhà nước và lần đầu thực hiện nhiệm vụ với tư cách đó
khi cùng nữ hoàng tham dự hội nghị chính phủ khối thịnh vượng chung năm 2003 ở Nigeria, William cũng đã cùng cha đi đến xứ Wales, thăm hội chợ thực phẩm Anglesey và mở một trung tâm cho người vô gia cư ở Newport. Đến tháng 7 2005, anh bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới New Zealand để tham gia lễ tưởng niệm Thế chiến thứ hai thay mặt nữ vương Elizabeth đệ nhị, để kỷ niệm 30 năm thành lập quỹ từ thiện của cha mình có tên là The Prince Trust. William và em trai lần đầu tiên được phỏng vấn bởi các nhân vật truyền hình Ant and Dec. Năm 2009, nữ vương đã thành lập một văn phòng riêng cho William và bổ nhiệm ngài David Manning làm cố vấn của anh. Năm 2010, William kế vị tư cách chủ tịch thứ 5 của Học viện Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh từ Lord Altonborough. Vào tháng 3 2011, William đã đến thăm thành phố Christchurch, New Zealand ngay sau trận động đất và phát biểu tại lễ truy điệu tại công viên Hackley thay cho bà nội mình. Khi rời New Zealand, anh tới Úc để thăm những vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Queensland và Victoria. Sau hai lần cùng cha mẹ đến Canada, William lại cùng vợ thực hiện chuyến công du đến đất nước này vào tháng 6 và tháng 7 năm 2011. Họ đã đến thăm Hoa Kỳ và tham dự lễ kỷ niệm Ngày Canada trên Parliament Hill. Vào tháng 12 năm 2014, công tước đã hội kiến Tổng thống Mỹ Barack Obama và có bài phát biểu tại Ngân hàng Thế giới ở Washington DC lên án việc buôn bán trái phép động vật hoang dã. Vào năm 2015, William đã đến thăm các thành phố của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và Vân Nam từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3, được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón khi bắt đầu. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thành viên vương thất Anh tới Trung Quốc đại lục trong gần 3 thập kỷ. Vào tháng 6 năm 2018, thì William đã đến thăm Israel và Palestine, là thành viên đầu tiên của vương thất Anh chính thức thăm hai vùng đất này kể từ sau lần mãn nhiệm kỳ của phái bộ Anh. Anh đến thăm Tel Aviv, gặp gỡ thị trưởng, tham quan các bãi biển và trung tâm của thành phố. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên lại ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Cuộc sống hôn nhân trọn vẹn. Cuộc sống riêng tư của William luôn là chủ đề bàn tán, đặc biệt là mối quan hệ của anh với Catherine Elizabeth Middleton, người bạn cùng trường đại học và cũng là người mà anh bắt đầu hẹn hò cho năm 2003. Middleton tham dự cuộc diễu hành của William tại Sandhurst. Đây là sự kiện cấp cao đầu tiên mà cô tham dự với tư cách là khách của William. Mối quan hệ của họ được theo dõi chặt chẽ đến mức các nhà cái đã đặt cược vào khả năng kết hôn và chuỗi bán lẻ Woolworths đã tạo ra những kỷ vật mang dấu ấn của cặp đôi. Sự chú ý của giới truyền thông nhiều đến mức mà William đã phải ra tuyên bố chính thức yêu cầu báo chí giữ khoảng cách với Middleton. Vào tháng 4 năm 2007, có tin đồn cho rằng cặp đôi đã chia tay, nhưng họ đã nối lại quan hệ vài tháng sau đó. Và rồi vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, dinh thự Clarence của thân vương xứ Wales ra thông cáo vương tôn William và Catherine Elizabeth Middleton sẽ kết hôn. Hôn lễ diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại tu viện Westminster của London. Một vài giờ trước buổi lễ, thân vương tử William được nữ vương phong các tước hiệu mới là công tước xứ Cambridge, bá tước Strathern và nam tước Carrickfergus. Catherine Elizabeth Middleton trở thành nữ công tước xứ Cambridge, thường được biết đến với tên gọi là công nương Kate. Công nương Kate sinh con đầu lòng hoàng tử George vào ngày 22 tháng 7 năm 2013. Đến năm 2015, công chúa Charlotte đã chào đời. Hoàng tử Louis, người con thứ ba của cặp đôi, chào đời vào ngày 23 tháng 4 năm 2018. Cả ba đều được sinh tại bệnh viện St. Mary, London, cũng là nơi vương tôn William được sinh ra. Cách dạy con và ứng xử với truyền thông khác biệt. Công nương Kate luôn muốn tự tay chăm sóc các con và gia đình nhỏ của mình, nên thường đưa các con đến trường mỗi buổi sáng và tự tay nấu bữa tối. Vợ chồng công tước xứ Cambridge đều cố gắng cùng các con dùng bữa tối bên nhau. Có những buổi gặp gỡ và vui chơi với những gia đình bạn bè thân thiết để tạo ra sự kết nối tình cảm. Ngoài một ngôi nhà trong cung điện Kensington, vợ chồng công tước xứ Cambridge còn có một ngôi nhà ở ngoại ô Norfolk. Họ chủ yếu sinh sống tại đây sau khi công chúa Charlotte chào đời. Đây là một căn nhà với 10 phòng ngủ do nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tặng cho hoàng tử William đầu năm 2013. Tại đây, ba con của nhà công tước xứ Cambridge được thoải mái vui đùa, hòa mình với thiên nhiên, sống một tuổi thơ bình yên và giản dị nhất. Trong dịp sinh nhật của công chúa Charlotte, cả gia đình đã tự tay vào bếp xào một số loại mì ống để giao thức ăn giúp đỡ những người khó khăn quanh nơi mình sống. Hoàng tử Louis cũng đánh dấu sinh nhật tròn 2 tuổi của mình bằng một bức vẽ in 5 ngón tay đầy màu sắc,
để tri ân với những người đang đóng góp công sức chống dịch bệnh. Ngày sinh nhật của các hoàng tử công chúa đã trở thành một ngày ý nghĩa, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho những người khác. Vợ chồng công tước không dùng roi vọt hay quát mắng để dạy con và hạn chế thời gian các con sử dụng các thiết bị điện tử. Họ cho rằng máy tính điện thoại hay máy tính bảng là món đồ chơi dành cho người lớn. Trong khi đọc sách, các hoạt động ngoài trời, rèn luyện thể thao mới là những trò chơi tốt nhất trong việc phát triển trí tuệ và sự sáng tạo của đứa trẻ. William cũng không ngừng nói về mẹ mình, cố công nương Diana với các con mỗi ngày. Cũng chính cái chết của mẹ đã ảnh hưởng đến thái độ của William đối với truyền thông. Anh luôn yêu cầu được đảm bảo quyền riêng tư với những hành động ngoài công việc. Vào tháng 9 năm 2012, báo của Ý và Pháp đã công bố những bức ảnh chụp nữ công tước xứ Cambridge cởi trần tắm nắng cùng chồng khi đi nghỉ tại Chateau d'Ute. Kết quả là hai vợ chồng William đã đệ đơn khiếu kiện hình sự lên cơ quan công tố Pháp và đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự. Ngày hôm sau, các tòa án đã ban lệnh cấm tạp chí Closer xuất bản thêm các bức ảnh và tuyên bố một cuộc điều tra hình sự sẽ được bắt đầu. Theo luật của Pháp, các khoản bồi thường thiệt hại không thể được thực hiện, nhưng xâm phạm quyền riêng tư là một tội hình sự, có mức án tù tối đa là 1 năm, phạt tiền lên tới 45.000 euro đối với cá nhân và 225.000 euro đối với công ty. Vào tháng 9 năm 2017, Closer bị phạt 100.000 euro, biên tập viên Lawrence Peel và chủ sở hữu Ernesto Mori của tạp chí đã bị phạt 45.000 euro. Tham gia hỗ trợ trong dịch bệnh Covid-19. Trong một video mới phát hành gần đây, Vương tôn William tuyên bố sẽ bảo trợ quỹ tín thác khẩn cấp quốc gia và cũng là người đầu tiên bảo trợ cho quỹ này, nơi đã hỗ trợ 12,5 triệu bảng Anh cho các tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trong video, Vương tôn William cho hay anh đã chứng kiến các tổ chức từ thiện đang phải đối phó với đại dịch Covid-19 như thế nào và ca ngợi tinh thần cộng đồng của nước Anh trong thời điểm này. Các tổ chức từ thiện đã cung cấp bữa ăn cho những hộ gia đình bị cô lập và đảm bảo các sản phẩm thiết yếu như tã lót, sữa bột trẻ em được đem đến cho những người cần nhất. Đến thời điểm hiện tại thì William vẫn đang giữ vai trò trụ cột trong hoàng gia Anh để giúp đỡ đất nước chống đại dịch Covid-19. Và nhiều người tin rằng vị vua tương lai của đất nước đã có thêm nhiều sự ủng hộ với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa như thế. Và theo một số nguồn tin thân cận thì William đang ngày càng thể hiện tốt vai trò và vị trí của mình và ngày càng trở nên nổi bật. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.